À, quý vị ơi, ngày hôm nay em ghé quay ông cụ bán bánh thuẫn bị mù hai con mắt rồi quý vị nha. Con chào ông. Dạ, chào chú. Sáng giờ bán được không ông? Ông cho con 3 cái. Chú ơi. Ông làm ở cái ai này? Dạ không, tôi là chế độc đó. Ông ơi, ăn chừng nghe nha, ông khoảng 4 nha. Dạ, hai cháu ơi. Đây có khách mua nè quý vị nha. Ông ơi, ngày hôm nay con có chú Năm Đô La ở nước Bỉ á. Dạ. Có tặng ông bánh trung thu nè. Dạ. Một hộp hai bánh. Dạ. Bánh Như Lan á. Dạ. Cảm ơn chú nha. Một thập cẩm với một trà xanh. Dạ. Con chúc chú dồi dào sức khỏe. Dạ. Ông bán mù hàng mắt, bán bánh thuẫn nè quý vị ơi. Đây chú Năm Đô La tặng cho chú thêm 1 triệu nè. Dạ. Cầm đây cầm. Dạ. 2 tờ 500 á. Dạ. Bánh trung thu rồi bọt trong đấy cắt đó hả? Dạ. Chứ bữa nay ngồi bên đây đâu có chỗ đó. Dạ. Bên nhà nó nắm tan á. Dạ. Đây bán ngay chỗ góc Nguyễn Tri Phương nè quý vị nha, rất là đông luôn, chỗ đó nó luôn luôn kẹt xe luôn quý vị. Nên là ngoài đường nên là em cũng khó quay nữa. Cô bán bánh thuận một bánh là 10 ngàn. Là một ngày là cụ ông bán bao nhiêu cái? Sáu mấy cái rồi chú ơi. Sao mấy cái hả? Sao không đứng bên, không cụ không đứng bên kia cho nó mát, đứng đây nắng quá vậy? Trần với trạm công an hả? Bữa cụ nói bữa cụ nói tên gì con quên này. Dạ chú Quang hả? Dạ. Bữa là em có quay một lần quý vị nha, có chị Trúc Nguyễn tặng 1 triệu á, thì hôm nay có chú Năm Đô La tặng bánh trung thu với tặng tiền luôn, tặng 1 triệu luôn. Con nghe nói là vợ chú con bị bệnh hả? Có bị bệnh mà bữa nay đỡ chú. Nhưng mà còn đi trong nhà thôi. Dạ. Bà có đi làm gì không chú? Bà hả? Dạ. Không có làm gì nổi nữa, mấy 6-7 năm nay rồi. Nghĩa là chú làm chú nuôi vợ chú luôn. Có một đứa con trai hả? Có một đứa à. Một đứa con trai là con trai nó nuôi chứ cần gì đi làm gì cực vậy trời. Trời, nó mà nuôi, còn nuôi bản thân nó nữa kìa. Bán một ngày chắc cũng được 100 cái hả chú? Không, không có được. Nãy giờ con thấy cũng nhiều mà. Không có tới 100, chứ lấy theo lấy của người ta 68 cái à. Trời, ít vậy hả? Ừ, chứ đâu có một lần bán cỡ trăm mấy luôn. Dạo này bán ế hả chú? Không, bán ế mà bán chậm lắm. Bán chậm là bán ế. Rồi, dưới phần mình mang không có nổi chú ơi. Từ trong nhà đi ra đó là xe xe đó, ra đây rồi. Tức là bánh đây là chú phải mua bên lò rồi chú lái chú bán chứ không phải là tự làm hả? Không, mấy năm nay rồi. Hồi xưa chú có biết làm không? Biết chứ. Ờ, à, bánh nó biết hả? Ờ, mà chả tôi bảo làm ngon lắm. Thôi mấy năm nay rồi tôi chịu mua. Bữa ổng hiền lắm quý vị nha, ổng nói là ổng mua vốn là 8 ngàn, bán 10 ngàn, bánh lời 2 ngàn. Đúng rồi. Bánh lời 2 ngàn chứ đâu có lời nhiều. 100 bánh mới lời mới được 200 ngàn hả? Dạ. Còn bán 6 bánh là ngày lời 100 mấy. Dạ. 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 Người ta đi ngang qua người ta mua ví dụ như hai bánh người ta đưa từ 40 hay 50 cho lời phần đó đúng không? Bữa chú Quang nói là 8 mấy tuổi không quên 84 hả? 74. À, 74 tuổi. Sinh năm 1 á. Mù hai con mắt mà còn buôn bán giỏi dữ trời. Chứ nếu mà không thấy thì cũng đâu có đến nổi. Tại vì mình không thấy rồi thôi giờ lắc lẻo nó giờ biết sao giờ. Còn người nào cũng người nào thì là đó thôi. Rồi chơi ấy thì thôi chứ biết sao giờ.
không? À, sáng giờ chú bán được không? Bán được nữa chưa? Được rồi. Không được nữa rồi. Tối nay giờ chỗ cô hơi chậm, tối chậm. Vậy hả? À, nó mình đi qua đây thôi á. Mà cũng khác chỗ vậy. Mình bán thường đi rồi giờ. Thường là chú bán một chỗ đó hay bán chỗ khác nữa để lâu lâu có ai tặng tiền con ghé. Thôi, bán ở đây thôi à. Dạ bán một chỗ nào tìm chứ bữa con cũng tìm cho chị Trúc Nguyễn á. Cái cô cái chú nào cũng bị mù ở dưới bán hay đường Hậu Giang mà con tìm mấy ngày không không có thấy ổng đi đâu á. Không bán chỗ này rồi không bán chỗ kia. Dạ. Tôi sống chết chỗ hai mấy năm nay rồi. Dạ. Trời 74 tuổi còn đi làm, con cái không đi làm nuôi cho khỏe đi làm chi với mệt không biết nữa. Mua bánh đi chị ơi. Cái con. Chị đây mua ủng hộ ông một cái nha quý vị nha. Để chị đưa tiền nữa ông biết thói không nha. Ông rờ đồng tiền, rờ mặt tiền không biết số tiền đó nhiêu luôn á. Đây. Đây 50.000. Thôi cháu ăn con nha. Có nhiều khách á, thấy thương người ta mua tượng trưng thôi người ta cho là chính hả không? Dạ. Nắng quá trời luôn à. Bữa nay nắng mà che dù không được. Chỗ đó mình bán ngoài đường mà sao mà che dù phất nhà người ta đâu có cho. Chỉ có bên đây bị che cái dù á thì nó vô gốc cây. Còn bên đây tắm rồi. Ủa hai con mắt không thấy gì luôn hả? Nó mất con người hết luôn hả chú? Mất hết chú ơi. Là hồi nhỏ bị hay là bị tai nạn? Bị rồi. Tai nạn nghề nghiệp. 19 tuổi hả? 9 tuổi. À 9 tuổi. Bị nổ cháy á. Bị nổ cháy hả? Vậy là chú vợ chú cũng bình thường hay là có mù không? Có không. À vậy hả? Có mù còn chết thêm là mù nữa. Sống được. Ở đó bán làm bánh này nè. Vậy hả? À. Sao tán bà hay vậy? Hả? Sao tán bà hay vậy? Chú mua cái gì chú? Không, tao báo là chú nghe lắm chú. Nắng lên chút rồi hả? Dạ. Chút nữa là dịu rồi chết cái trưa mới là nắng dữ. Trưa nó đã nắng rồi nè. Ờ, nắng buổi sáng có không sao. Nắng buổi sáng cho nó mát hả? Chú bán cũng 9-10 giờ hết rồi. Có khi 11 giờ, rồi có khi 1 giờ luôn. Ủa, có khi ế là tới giờ đấy hả? 1-2 giờ luôn. Cũng tiền theo bữa chứ. Đây nè quý vị nha, chú bán bánh thuẫn nè. Bán mà quay cũng không có chỗ quay luôn. Đường đông quá trời đông luôn mà sao mà quay được. Là chú bị giờ chú có phụ vợ rửa chén nấu cơm được không? Được. Được luôn hả? Ừ, ở nhà được. Giỏi vậy ta, quen chỗ hay sao? Dạ. Rồi. Có 3 nước rồi. Có ai tặng bao lì xì cho chú kìa. Cô Lan hôm nay cô Lan mua ủng hộ ông đi chị ơi. Chị mua máy bánh. Đây là cái bao lì xì. Cắt cho chồng đi. Cảm ơn chú nha. Cô Lan gửi. Cô Lan gửi.
bán chị này hai cái nè chú rồi, Quang. Dạ dạ. Dạ dạ. Chắc đây nha. Dạ dạ. Con chào ông, con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ, chúc như vậy nha, giờ giờ tất cả gặp nhiều may mắn nha. Đã dữ ta, sáng nay con tới là thấy trúng bánh luôn rồi đó. Chắc còn được hai mấy bánh hả ông ha? Ông bán ngay chỗ gấp ngã tư này nè, đâu có thể nào mà đứng quay cho nó thoải mái được, đứng sát vô lề đường. Chắc cũng được 20 bánh à. Em đang đếm nè quý vị nha, đếm còn bao nhiêu bánh nè. Nãy giờ đếm thử biết còn bao nhiêu cái nữa. Trời hôm nay cái à? Vậy hả? Dạ. À, tháng 7 kiểu như tháng người ta làm từ thiện nhiều đúng không? Người ta mua bánh rồi cũng nhiều. Dạ. Tại chú cũng ở gần đây nên là đi cũng dễ, là có nhiều người ở quê lên nó hơi khó. Mù hai mắt mày giỏi buôn bán nha quý vị nha. Có khách mua kìa. Đây có chị mua bánh nè quý vị nha, mua 4 cái 40.000. Người ta mù nhưng mà người ta vẫn làm tự làm kiếm tiền được nha. Tờ đá nhiêu giờ trốn chứ biết không? Còn mấy tờ trong túi chú rờ cho biết không? Dạ biết. Chú đếm giùm con thử đi. Lấy một hai tờ ra rờ thử biết tờ bao nhiêu. Tiền lớn chú cất kỹ. À, biết tờ đánh 100 luôn. Hay dữ ta. Rờ cái mặt tiền là chú biết không? Rồi. Cái này 100 luôn. Sai rồi. Tờ đó 20. 20 hả? Cái này bị hơi khó. Tờ đó nhiêu? Tờ đó nhiêu? Vuốt mạnh lên. Đây 500. Đấy, hay quá ta.
chú còn tờ nào khác 500 không? Đưa ông sờ tới cái tờ 50 cái. Hay dữ ta. Đó, đúng rồi, rồi đó 50. Siêu sao luôn á. Hàng ngày là có xe ôm chở chú ra bán, chở chú về hả? Hay là con trai chú chở? Hay chú đi bộ? Chú này chở hết rồi chú này chở về hả? Mói luôn rồi. Bảo vệ ông luôn hả? Cái gì đó từ hồi mà tới giờ cái này cầm mỗi lần ông đếm tiền ông rờ tiền mắc lâu lắm không rõ, nhiều lúc là đúng nhiều lúc là sai, mà tờ 500 là dễ đúng hơn hả? Vậy đó có lần nhắm nhiều quá không? Nhiều quá không? Dạ. Dạ tờ đó 100. Để riêng này hay sao? Gặp vậy á, 50 với 100 là mình 50 với 100 ở ngoài là 100. Rồi nãy chụp rồi, để riêng mà tại vì bán nãy chụp á. Lộn. Cảm ơn chú 5 đô la ở Mỹ đã tặng cho ông chú bánh trung thu cũng như là 1 triệu. Rồi chú có nói gì lời cảm ơn không? Dạ, thôi cảm ơn chú. Chú ơi. Chú 5 đô la, dạ. Chúc chú được dồi dào sức khỏe. Dạ. Gặp nhiều may mắn hơn nữa nha. Dạ. Chú cũng sống mấy 70 rồi. Nhỏ hơn chú mấy tuổi á?